Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình trở lại với kênh Tiếng Ngô Miền Tây ha. Hôm nay mình làm cái món trái cây nha mọi người. Mọi người theo dõi cùng mình nha, coi cái gì nha. Bắt đầu. Đây, mình làm có cái trái mãng cầu nha mọi người. Đây, mãng cầu gai nha mọi người. Với bơ ha. Đó, làm bơ nha mọi người. Có ba trái bơ với hạt sữa nha mọi người, hạt sữa ngôi sao ha. Nay mình làm món này mọi người theo dõi mình nha. Đó, nửa trái mình đã như đây nha mọi người. Đầu làm bơ nha. Tiến hành làm bơ nha mọi người. Đây. Tại cái máy này nó không có đứng nên con mình cắt bơ lên. Sáp ngon lắm mọi người, nguyên ký 35.000, rất là ngon sáp nha, ngon lắm mọi người. Một trái bơ nha mọi người, một trái bơ vậy là mình làm một trái bơ vậy là bự hơn rồi đó. Một trái bơ nữa có mang cầu nha, đầu mình dầm vô nha, dầm vô mình cho chế miếng sữa nha, cho miếng sữa vô nha mọi người, đó cho miếng sữa vô nha, nhiều vô nó béo nhẹ luôn. Đừng nó vô nha mọi người, mình dầm mình không có sai sinh tố nha mọi người, giờ mình dầm vô lên nha. Rồi lên này ngon nha mọi người, giờ mình lấy ly nha, ăn cho mọi người xem nha, rất là ngon nha mọi người. Ly nha mọi người. Múc đá ly nha. Mình cho miếng đá vô nha. Đá nè. Đá nè. Mình đập nhuyễn, càng nhuyễn càng ngon nha mọi người. Nhưng mà ăn sinh tố nha mọi người. Người thấp quá. Rồi, mời mọi người nha. Đây là món bơ dầm mắm cậu nha mọi người. Sữa nha mọi người nha, ăn miếng nha mọi người. Đây chua chua bé béo, có sữa vô nha mọi người, miếng đá vô nó lạnh lạnh nha, rất là ngon. Mọi người có hay làm như mình nha mọi người. Nó ăn là lạ, rất là ngon. Nó có vị chua chua mang cầu, vị chua chua mang cầu nha mọi người, béo của vị bơ nha. Cho miếng sữa vô. Quậy lên nha mọi người, mình không mình xay máy là mình ăn sinh tố rồi, mình làm dầm vậy nó mới ngon, dầm vậy nó mới ngon nha mọi người. Mời mọi người nha.
Mời mọi người nha. Ngon này. Mọi người làm như mình ăn nha. Mấy người thử làm xem nha. Làm ăn thử xem nha mọi người. Rất là ngon. Nó đi ngọt ngọt. Ngọt của sữa. Chua chua ngọt ngọt. Béo béo. Có đá vô lạnh lạnh. Rất ngon. Ngon quá. Ngon. Làm thử cho mọi người xem. Mọi người có thấy không? Video mình có hay, cho mình một like, một chia sẻ, một bình luận, đăng ký kênh cho mình nha mọi người. Xin chào, bye bye.